98 98 nút cộng quay như gia đình mến chào tất cả cô chú chị và các bạn. Chào cả nhà. Anh chị. Hôm nay là có một người chị ở xa về. Thì hôm nay là chị về quê là ở Cần Thơ, ở Cái Răng. Thì hôm nay là chị mời gia đình qua bên giao lưu cùng với lại gia đình chị. Bây giờ em xin thay mặt gia đình mời cô chú chị và bạn cùng với lại gia đình đi qua thăm người chị của em nha. Mình anh đi qua cái lăng chơi. Quên nữa, ngày mới thì em bấm chúc cho tất cả cô chú chị và bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Rồi, lên xe thôi. Chào mấy đứa qua làm phụ á. Có sẵn gì phụ không?
cơm cơm phức á. Chú Tám nghe, chú Tám rồi. Ủa người cái này dễ nha con ơi. Cơm phức luôn. Được, áo gió thì chú Tám cắt rồi. Gió ngỏ vào. Thì xếp ra nhỏ chơi, thì xếp. Ơi cảm ơn chị nhiều. Ờ mà tám phải mấy bao tay này rồi. Cái này là tiếng Tám biết. Cái này là tiếng Tám biết làm gì không? Để đừng có bị dính giống như tay. Nó làm gì mà ám không bị dính. Ủa sao chẳng luôn. Rồi, đây. Đây là bánh cầm, bánh sắp bánh cam. Dạ, ba con, ba con xuống chia năm dĩa chỗ điều. Sớm gia đình anh đi là
11 giờ bắt đầu đi mà qua chạy qua đây cũng tầm 1 tiếng rưỡi đó. Đó, đi rồi. Cái đường cũng dễ đi mà cậu không biết đường đi vô cái đường này sao bữa nay anh làm thân vậy? Anh ý kiến thì mình ngồi anh xin mời cô chú chị và bạn mời tới các bạn coi là thấy phòng mời gọi nữa dạ mời trước không nhân tài làm công là hủ họ luôn không ai tiền cái nồi nát rồi thấy cái nồi nát lá hủ mới thấy cái nồi nát nhân tài không ai đường nước cũng bán mà đường mà đường ca ngang ngay cũng bán anh làm chứ ca đó bây giờ cả nhà mời cô chú anh chị anh đúng rồi hai bé ơi có ai mời cô chú chị không mời ông bà cô chú nè bây giờ nè ca hay tại Vinh Hưng chị cứ tự nhiên nghe nhà đỉnh ngại như chị. Cảm ơn em nha. Dạ em nói chị mới nha. Vô đây nhập tiền bây giờ mới biết chị Vinh Long. Ờ vậy hả? Em qua đây ngồi. Qua đây tập trung luôn, qua đây lẻ lâu vậy? Tại đó hồi mấy đứa em chị ngồi đúng rồi, ba hot girl là phải qua đây luôn. Sao nó nãy nó ngồi nữa, nó ngồi với mấy chị á. Dạ, dạ, dạ. Con gặp cái nhỏ phải không? Thôi, nó chơi với người mỗi giọng khác nhau. Chứ mà 60 tuổi một trai trong một bệnh. Trời ơi, ơi, hai không? Trời ơi, cái nhà cái giường của mình rồi. Rồi dạ vâng vâng lần đầu tiên Phong Sinh Nước kính gửi đến toàn thể quý vị khách của anh chị đây là sức khỏe và là chào trân trọng nhất hôm nay Phong Sinh Nước rất vui được đến Cần Thơ để phục vụ cho các anh chị đến đây một niềm vinh hạnh với Phong Sinh Nước dạ vâng chương trình hôm nay Phong Sinh Nước kính gửi đến toàn thể quý vị khách một ca khúc được mang tên Cảm ơn xin rất nhiều. Cảm ơn ai khi xuân về
thật nhiều mến thương, tâm tư tha thiết tôi xin gửi về. Người mẹ tình yêu vài lời của con chúc mừng năm về, xin hãy yêu đời ta đón đời xuân hồng ngày mai. Dạ vâng, các khúc tiếp theo Phong Sông Nước kính gửi đến của anh chị một cái khúc được mang tên Hoa Tình Nữ cho mình thưởng thức. Cho một chào tay coi. Vô luôn, vô luôn. Quá vui. Có ông vua
xin tâm hồn gửi nàng về chốn hoàng cung, chìm cho khắp nhân gian đêm lùa là đến cho nàng trên ngôi cao chính tuần hoàng hậu đẹp hơn ánh sao. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá soi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết đến lá ngây thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm gắm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người dân xa. Nâng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá mù thật mê say. Ngửa đôi mi gầy, khép lên tràn đầy cài then cung. Giặc nước vua về cho giai nhân ngóng đời chỉ một canh chiếc chứa thôi. Tôi không phải là vua nên mong ước thật bình thường, như yêu một loài hoa trên vùng đá soi buồn phiền. Loài hoa không hương không sắc màu, nhưng loài hoa biết xếp lá hay thơ. Tôi không phải là vua nên nào biết đến xa hoa, không ngọc ngà kiều hoa, không niềm gắm không cung son. Tôi chỉ là người lính xa nhà, thấy hoa nhớ người yêu thật xa. Nâng nhẹ một cây, lá xếp trong tay, lá mù thật mê say. Ngỡ đôi mi gầy, khép lên tràn đầy cài then cung ai. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một quân vương giữa hoa rừng, lòng bàng hoàng nhớ người thương. Sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngón đời chỉ một canh chứa thôi. Và mong ước mai sau khi tan giặc nước vua về, cho giai nhân ngón đời một canh chứa thôi. Anh Tam góp ý đúng mình tới đây một nhà rồi, mà rồi con mình
anh em YouTube mình cũng không phải rồi. Cảm ơn anh Phong có nhiều ngày, cảm ơn Phong ca sĩ chờ tới em chị Giang Thành đúng rồi. đến đây rồi thì không có biết ca sĩ có lẽ Giang Thành là chỉ con là có gì chứ. Hôm nay rồi hôm nay hoa chị rất là vui luôn. Hôm nay là nói chung là gia đình em rất là vinh dự khi mà chị về cũng có lời mời qua đây chơi và ai cũng có mình chị ơi ai mà lên cũng chị ơi mà nhớ chị nước qua cho em qua nhà em rồi bây giờ em hát bản nhạc nhạc trẻ một đề gửi đến cho tất cả cô anh chị ở đây những người phụ nữ đây cũng như là gửi đến cho tất cả các quý vị và bạn đang xem trên chương trình em hát một bản nhạc tuyệt vời. Để mình chào bóng tay coi. Dạ, cảm ơn nhiều. Cho xin lại cái khẩu. Đâu có lên cho con lớn vậy. Buồn chiến với bao gian dối, vừa dập nhau cũng vì lời dài. Nghèo người đời kinh chế, tiền xéo mua đôi trắng thay đen, không biết đúng hay sai. Bằng mặt chấp hơn thua mà bao hai. Giao xa quên hết lúc tình nặng hoa, tình là con người tạo ra mà cớ sao như trên vi thiên. Thế gian luôn đổi thay, vật chất chỉ là quá tay, đô la nhà lâu sẽ xa nhưng mất số tay làm sao dừng lắm mồi. Kiếp người là đã buồn như bố nhưng ngọn đèn chiếc gió ai ngờ nhân sinh bạc là phù du một cách thiếu tan giàu sang cùng vui tàn sống sân si để như ly không ai buông tay về trời để bóng hóa hư. Nói chung là em rất là cái bản nhạc này của anh Phong Văn Luân của quý vị. Cớ sao người chết vì tiền, thế gian luôn đổi thay, vẫn chẳng chỉ là quá tay. Đô la nhà lâu sẽ xa, nước mắt xuôi tay làm sao dưới nắng hồng. Kiếp người là cả người hư vô, nhưng ngọn đèn chiếu rõ ai ngờ. Là phù du bất chấp thiên tan giàu sang cùng lui tàn sống sân si đời đi con đời.
đời, buông tay về trời để bóng hoa hương con. Đô la nhà lâu xe sớm, những mắt xuôi tay nằm sâu dưới lâm hồn. Kiếp người lạc cả vui hư vô, như ngọn đèn chết gió ai nhớ. Nhắn xin tình ban là cố giữ, và theo tiếng tang giàu sang cùng vui tàn. Sống sân si đời như đi một cái, vung tay về trời để bóng hoa con. Sống sân si đời như ly không đáy, buông tay về trời để bóng hoa. Hôm nay là cũng cả em út gần xa cũng mới ngộ chương trình của YouTube của chú cháu, có những em út ở xa quê về mời chú cháu qua để có một tiệc nhỏ để cùng giúp vui sau quê hương mấy chục năm nay. Trước là có Phong Sơn Nước cũng đến cũng cùng vui với gia đình, sau chú cháu của Trương Văn Thắng cũng đến đây, và tất cả những cô chú anh chị gần xa cũng đến sớm cũng có mặt là bữa tiệc hôm nay. Thì nãy giờ tất cả là Phong Sơn Nước và cháu Thắng cũng ra rồi, thì bây giờ mình cũng xin gửi tất cả gia đình mình và cô chú anh chị gần xa nhà ấm được mang tên thầy của anh ăn. Dạ. Đêm bao lá vàng tố từ đây về cồn, trời mây trời xa chiều bước em đi, nước mắt chìm theo sóng đều phăng lên. Lỡ mẹ lùa cắm gần quen ước thề, áo hồng nắng nhà chính từng ngày thương. Hết ngang gì sao đường xa ngang qua, tiến nhau ngày vui sâu lệ thương lâu. Để thiên tình mới đẹp như phút đầu. Ai thương người xưa đứng bên đời, khổ đau tâm linh rồi nghẹn ngào trong tim cười. Em ơi lời yêu trao cho nhau, nào đâu có bao lòng giờ sao đau. Những ngày tháng mộng sinh già lại nhanh, con đường mình qua giờ quên tên, có thương và đau cũng đành chia tay. Ta không còn nữa tình thiên kiếp này.
giờ sau đã âm sầu. Những ngày tháng mong sinh trả lại lang, con đường mình đi giờ hay quên em. Có thương và đau cũng đành chia tay. Đã không còn nữa tình duyên. Từ khi mất nhau rồi, tim tôi đành rồi đã đêm đêm trông chờ trong giấc ngủ, nghe hồ như dòng suối trôi vào khoảng vắng. Trong biến đổi khi thể quyền chăm
sẽ cảm ơn người bao nhiêu người được nhồi. Nhưng với người đành tâm chối bỏ, tình tôi còn giữ như một tỏ nắng mong manh. Chúc ơn kỷ niệm hai đứa mình ân tình tôi còn giữ như một tỏ ngoài ô tôi
có câu nhà chăng khi bé luôn thật chiều ta ngày sống chung một mình. Thank you.
Con cảm ơn mấy cậu, mấy chú,